Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Ngân Khánh đăng ảnh với vóc dáng thon gọn giữa nghi vấn mang bầu. Ngân Khánh từng là một trong những bị nhân đình đám của showbiz Việt, đã tham gia khá nhiều bộ phim nổi tiếng. Nhưng kể từ khi lập gia đình, cô sống kính tiếng và ít tham gia các hoạt động giải trí. Gần đây, nữ diễn viên vướng nghi vấn mang thai con đò lòng khi diện váy rộng ở nhà. Dựa tin đồn bầu bí, Ngân Khánh bất ngờ khoe ảnh với sắc bốc thon thả. Trên trang Facebook cá nhân, Ngân Khánh đã đăng tải loạt ảnh mới khoe nhan sắc trẻ trung, dù đã bước sang tuổi U40, bên cạnh đó dân tình còn đặc biệt chú ý đến vóc dáng thon gọn, vòng eo bé xíu của cô. Người hâm mộ vỡ mộng khi xem loạt ảnh này vì họ đang khá háo hức và mong chờ tin đồn nữ diễn viên mang thai con đầu lòng là sự thật dẫu vậy nhưng một số ý kiến khác lại cho rằng đây có thể là những bức ảnh cũ đã được chụp trước đó của Ngân Khánh các cô nàng trong Vbiz vẫn thường đăng tải hình ảnh cũ trong khoảng thời gian mang thai của mình vì vậy dân tình vẫn chưa thể xác định được nội diễn viên Tường Vi cánh mộng có thật sự đang mang thai hay không dưới loạt ảnh của Ngân Khánh, cư dân mạng bình luận khá soi nổi. Nhan sắc U40 của chị Ngân Khánh phải nói là quá đỉnh cao luôn, vẫn trẻ trung, xinh đẹp như thế. Mới hôm trước vừa nghi vấn chị mang thai mà giờ chị khoe hình dáng thon rồi. Ủa vậy là chị vẫn chưa mang thai đúng không? Nhưng cũng có thể đây là hình cũ do chị đăng lại thôi mà. Nàng thơ của lòng em đây rồi, xinh xỉu thật sự. Nhưng em cũng tò mò về tin đồn chị mang thai quá đi. Nhan sắc U40 của Ngân Khánh được khán giả khen ngợi. Tin đồn Ngân Khánh đang mang thai con đầu lòng được lan truyền cách đây ít ngày, khi đó nữ diễn viên đã khoe ảnh tự chụp ngay tại nhà nhưng vóc dáng lại được giữ kín trong chiếc váy rộng. Bên cạnh đó gương mặt của cô nàng cũng trông tròn trịa mẫm mỉm hơn trước, do đó khá nhiều khán giả đã để lại bình luận tò mò rằng có phải Ngân Khánh đang mang thai hay không. Có thể nói khán giả vô cùng tò mò trước nghi vấn Ngân Khánh mang thai con đầu lòng với chồng doanh nhân. Dẫu vậy nhưng thật hư việc này như thế nào có lẽ phải chờ đến khi nữ diễn viên lên tiếng cùng cập nhật những tin tức mới về chuyện sao Việt tại kênh tin mới nhất của mình nha. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.